Thôn Bộ Tây nằm ở phía tây bắc của xã Quảng Đưu, với tổng diện tích đất tự nhiên là 82,67 ha. Toàn thôn có 251 hộ với 1.219 nhân khẩu. Được đề chọn xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024, Thôn Bộ Tây đã triển khai đến toàn thể nhân dân, đồng thời ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Do đó, các công trình kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ khang trang, phát triển nhiều mô hình liên kết sản xuất, duy trì các ngành nghề dịch vụ, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. Cảnh quan môi trường nông thôn sáng xanh sạch đẹp, đời sống văn hóa tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt. Đó là minh chứng rõ nét cho kết quả thực hiện chương trình xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Bộ Tây, xã Quảng Đưu. Nhờ phát huy tốt nội lực cùng với sự đồng thuận cao của nhân dân, đến nay thôn Bộ Tây đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Dần làm tốt công tác tuyên truyền vận động trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, tại thôn Bộ Tây đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, có sức lan tỏa nhanh, tốt đợt sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã hội và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong thôn. Các tổ chức đoàn thể phát động mạnh mẽ các phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung tay xây dựng nông thôn mới, giúp nhau xây dựng tường rào, xây dựng phong trào 503 sạch của phụ nữ, ra mắt mô hình điểm phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình, phong trào chỉnh trang nhà cửa của chi hội cựu chiến binh, phong trào thi đua lao động sản xuất của chi hội nông dân, thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vân vân. Để thực hiện các tiêu chí trong xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn Bộ Tây đã huy động nhân dân tham gia đóng góp theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Mặt khác, huy động nhân dân tham gia hiến đất, ngày công lao động để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, thôn cũng kết hợp huy động nguồn lực từ con em địa phương để đầu tư kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Toàn thôn đã làm mới, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 0,73 km đường trục chính, 0,936 km đường ngõ xóm, 1,666 km mương tiêu thoát nước sinh hoạt trong khu dân cư. Đặt đường hoa dọc các tuyến đường thôn với tổng chiều dài 1,393 km. Xây dựng hệ thống tường rào kiểu mẫu với chiều dài hàng km. Xây dựng nhà văn hóa, mua sắm trang thiết bị, bàn ghế trong nhà văn hóa. Lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng trên các trục đường chính trong thôn. Tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là 64,358 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách cấp trên hỗ trợ là 6,758 tỷ đồng. Nhân dân đóng góp và kêu gọi ủng hộ của con em trong thôn là 0,4 tỷ đồng. Nhân dân từ đầu tư làm mới, nâng cấp chỉnh trang nhà ở, công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, vườn, tường rào, cổng ngõ, trồng hoa, cây xanh, ước tính 55 tỷ đồng. Nhân dân đã tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông với 1.110 m2, ước tính 2,2 tỷ đồng. Theo cái chủ trương xây dựng nông thôn mới của kiểu mẫu của xã thì Quảng Liêu thì đối với ban phát triển thôn thì cũng đến gia đình tôi vận động để mở rộng đường giao thông. Gia đình tôi cũng đã đồng tình nhất trí và hiến hơn 100 mét vuông đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Thế thì sau khi mà xây dựng đường giao thông nông thôn thì là rất là thuận tiện cho cái việc là bà con nhân dân là lưu chuyển hàng hóa và lưu thông trên tuyến đường ở trong nông thôn. Trong phát triển kinh tế, thôn đã tuyên truyền vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa các giống lúa năng suất chất lượng cao vào gieo trồng, vận động các hộ dân tích tụ đất đai, chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây rau màu và chăn nuôi gia súc gia cầm. Thôn có 56,8 ha đất nông nghiệp, trong đó đất trồng lúa 38,4 ha, tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt 200 tấn. Đất trồng rau màu 57,4 ha, chủ yếu là rau trồng khoai tây, dưa hấu, dưa đề, rau cải trái vụ, củ đậu và đất nuôi trồng thủy sản. Về làm rau an toàn thì nói chung là rất là hiệu quả. Đấy, và xong thu hoạch rau an toàn tới đây chúng tôi lại hạ màu là cái đấy là và làm chúng tôi làm khoai tây. Thì chúng tôi cũng đã đang chuẩn bị làm đất để chúng tôi vào lấy con giống về rồi chúng tôi
đưa con giống ra đồng để ủ xong rồi chúng tôi đưa ra đồng để là chuẩn bị là làm khoai tây. Thì nói chung là cũng được sự quan tâm của Đảng và xã Quảng Liêu và cấp ủy chi bộ thôn Mậu Tây, chúng tôi thì đã quan tâm động viên bà con cũng rất nhất trí là cùng chung tay là làm cái khu vực rau đồng màu của rau an toàn này rất là hiệu quả. Thôn có 92 hộ có diện tích vườn từ 100 đến 200 mét vuông, chủ yếu trồng các loại cây như bưởi diễn, na thái, đan tứ quý, bít thái, cây ăn quả các loại, các loại hoa, cây cảnh, chăn nuôi sản xuất gia cầm. Thôn có 15 hộ chăn nuôi sản xuất gia cầm, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Thu nhập từ nông nghiệp năm 2023 ước đạt 13,2 tỷ đồng. Thực hiện cái chủ trương của Đảng và Nhà nước là xây dựng nông thôn mới. Trong đó thì có một tiêu chuẩn, đó là có vườn mẫu. Thì gia đình chúng tôi cũng rất là phấn khởi được là xây dựng vườn mẫu để đóng góp một phần xây dựng nông thôn mới của địa phương. Thì xây dựng vườn mẫu là một cái hình thức mà làm cho cái khu vực của gia đình cũng như ở địa phương nó sẽ được sạch, đẹp, sẽ có điều kiện là thu nhập ngày một có năng suất cao hơn. Nông thôn mới thì bà con anh em đến tham quan thì cũng một phần là đóng góp, một phần là học hỏi kinh nghiệm để nhân ra nhiều các cái khu vực khác, đời sống của nhân dân được nâng lên, và trong cái địa phương ở thôn Mậu Tây đến bây giờ được sang trang sạch đẹp, nhân dân phấn khởi, mọi các cái gia đình đều chỉnh sửa lại khuôn viên. Bên cạnh đó, nhân dân đã tập trung đưa máy móc hiện đại vào sản xuất, sản xuất gắn liền với dịch vụ thương mại nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Toàn thôn có 5 doanh nghiệp hoạt động tại các lĩnh vực dịch vụ thương mại, xây dựng, nội thất, tạo việc làm cho hơn 100 lao động trong và ngoài xã. Ngoài ra, thôn có 16 hộ tiểu thương kinh doanh các loại như kinh doanh hàng tạp hóa, đồ gỗ nội thất, thực phẩm bao gói sẵn, điện máy, điện gia dụng, vân vân. Tổng thu nhập từ ngành công nghiệp dịch vụ thương mại năm 2024 ước đạt 45,22 tỷ đồng. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người đạt 76,36 triệu đồng trên người trong năm. Thôn không còn hộ nghèo. 100% hộ dân có nhà ở kiên cố. Giáo dục y tế có nhiều đổi mới. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm đạt 98,8%. Trong những năm qua, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động của các câu lạc bộ như Zumba, dân vũ, hát chèo, bóng chuyển hơi của thôn đã được duy trì thường xuyên và thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, đã trở thành món ăn tinh thần của người dân nơi đây. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các ngành đoàn thể đã phát động hội viên, đoàn viên, nhà nhà thi đua, người người thi đua và xác định đây là nhiệm vụ chính trị và được phát động thường xuyên liên tục trong tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua dân vận khéo. Để thực hiện cái chủ trương chính sách của nhà nước về đạt chuẩn thôn kiểu mẫu, thì chi hội phụ nữ chúng tôi cũng đã tham gia về cái công tác vệ sinh môi trường và vận động các hội viên tham gia về cái lắp bỉn nhà sạch vườn đẹp, đã đạt được 50 bỉn và đã làm được khoảng 60 cái thùng rác thải. Và chi hội phụ nữ chúng tôi đã thành lập được 2 câu lạc bộ dân vũ và dưỡng sinh. Các câu lạc bộ đã rất hăng hái về các công tác vệ sinh môi trường và tuyên truyền cho bà con nhân dân trong các công việc là tổng vệ sinh môi trường hàng tuần, hàng tháng, và vận động bà con nhân dân chỉnh trang sân vườn, nhà cửa được gọn gàng ngăn nắp, trồng và chăm sóc được 2 tín đường cây mắt ngọc trong thôn và thường xuyên chăm sóc và cắt tỉa cây xanh. Chi bộ Đảng có 43 đảng viên. Nhiều năm qua, chi bộ thôn Mậu Tây luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, được tặng giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ xã Quảng Lưu. Chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tặng giấy khen cho cán bộ và nhân dân thôn Mậu Tây đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện kế hoạch nhà nước hàng năm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đây chính là động lực để cán bộ đảng viên và nhân dân thôn Mậu Tây thực hiện thành công chương trình xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện cái nghị quyết của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Quảng Lưu về công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương,
thì ngay từ đầu năm, chi bộ chúng tôi đã tập trung xây dựng nghị quyết và xây dựng kế hoạch để đưa ra bàn và soạn thảo các cái phương án nhằm xây dựng thôn kiểu mẫu trong năm 2024. Thì ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã tập trung vận động người dân trong thôn hiến đất, hiến công trình để chúng ta mở rộng đường giao thông nông thôn cũng như là chỉnh trang về cảnh quan môi trường nông thôn. Và đặc biệt thì sau khi làm tốt thì đã mở các cái hội nghị nhằm mục đích tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân nông thôn hiểu rõ về cái công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì mang lại cái nguồn lợi như thế nào để người dân được hưởng thụ. Thì người dân rất chi là đồng tình ủng hộ và đã nhất trí cao trong công tác xây dựng thôn kiểu mẫu. Thì cho đến thời điểm hiện tại thì đối với thôn chúng tôi thì đang từng bước hoàn thiện các cái tiêu chí để sớm được công nhận là thôn kiểu mẫu trong năm 2024. Xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu đã làm thay đổi toàn diện đời sống của nhân dân trong thôn, qua đó khẳng định sự đúng đắn của chương trình mang lại. Mậu Tây hôm nay đã trở thành một vùng quê đổi mới toàn diện với cơ sở hạ tầng khang trang, cuộc sống của người dân ngày càng văn minh. Đây là quả ngọt từ sự chung sức đồng lòng, từ tinh thần đoàn kết thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân.